Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin vui mừng kính chào quý bà con, quý vị và các bạn xa gần. Bây giờ kính thưa bà con, mình đang có mặt trên đường Tạ Quang Bửu, một cái tuyến đường kẹp giữa hai trường đại học của Huế, đó là trường Đại học Nghệ thuật và trường Đại học Nông lâm. Đầu kia là cái ngã ba giữa Tạ Quang Bửu và Lê Văn Hưu. Chúng ta nhớ cái nhánh đường Lê Văn Hưu này sẽ đi băng qua giữa cây hồ Tình Tâm, giữa hai cái đảo Phương Trường và Bồng Lai. Huế trong cái giai đoạn chỉnh trang làm đẹp nhiều nơi thì bà con quý vị và các bạn thấy những cái dãy nhà chung quanh hồ Tình Tâm cũng đang được di dời, mở ra cái không gian sáng sạch đẹp trong tương lai cho hồ cũng như là nhiều nơi khác. Và đường Tạ Quang Bửu chúng ta thấy vỉa hè được lát đá rất là đẹp, cả cái đá đang được tập kết để làm bỏ vỉa, xây ô để trồng cây, bề mặt đá nhám và nhìn rất là chắc chắn, màu sắc thì xám sáng. Trong chiều ngày mùng 4 tháng 1 đầu năm này, mình xin mời bà con quý vị và các bạn chúng ta cùng đi thăm cái cảnh quan của Huế, cập nhật một vài cái điểm thay đổi đang diễn ra như thế nào. Phía bên này là trường Đại học Nông Lâm, còn phía ngược lại bên tay phải của chúng ta là trường Đại học Nghệ thuật. Tuyến đường này tất nhiên là đường Tạ Quang Bửu, đường đang được thi công phần lề, còn phần mặt thì đang làm nền, chuẩn bị rải các loại cấp phối, chắc có lẽ là làm bê tông nhựa luôn. Giờ xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta rẽ vào cái kia 104 đường Tạ Quang Bửu. Một cái công kiệt mà bên xem trước trên bản đồ, nổi từ Tạ Quang Bửu rồi qua kia đến Tiên Hoàng và ra đường đến Tiên Hoàng qua khu vực chợ Cầu Kho trước đây. Chiều hôm nay chúng ta thấy cả ngày hôm nay trời ráo tạnh, nắng nhẹ, giờ thì nắng ấm hơn, đẹp hơn. Công việc này theo bên nghỉ thì chỉ có thể đi bằng xe máy thôi, xích lô cũng khó. Chỗ này là đường Tô Ngọc Vân. Ồ, đây chúng ta đang đi qua cái khu vực chợ Cầu Kho đấy bà con ạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không còn chợ Cầu Kho nữa rồi, mà chỉ còn đang thấy các cái động sa bần, các đá gạch ngổn ngang. Chợ đã giải tỏa rồi bà con ạ. Theo bà con cho biết thì chợ đã được giải tỏa khoảng 4-5 tháng nữa bà con ạ. Chúng ta đang ngắm cảnh hồ Tình Tâm. À, trong dự án di dời giải tỏa khu vực này thì chúng ta thấy chung quanh đều được định cư lại cả, di dời cả bà con ạ. Nhìn xa xa trước khung màn hình chúng ta thấy bên kia hồ Tình Tâm là đường Lê Văn Hưu, và đây là đảo Phương Trường, bên kia Lê Văn Hưu là Bồng Lai. Dãy nhà của bà con bên cạnh chợ Cầu Kho trước đây, theo bà con cho biết thì dự án di dời cái mở rộng cái khu vực này vào tới cái bờ thành của các ngôi nhà ở đây luôn. Cái chỗ này mình trồng hả chị anh? Trong mà chị bị ngập á. À, cái mùa mà ai mà lại giặt không giặt. Thế mình tận dụng để... Dạ, tốt quá. Mùa mà biết đâu giặt không giặt.
bên thời xung quanh hồ Tịnh Tâm bây giờ còn rất là nhiều cái bụi tre. Theo bà con ở đây cho biết thì hồi xưa thời vua chúa cũng đã trồng tre xung quanh hồ Tịnh Tâm này rồi. Theo bà con thấy như thế nào, đúng không ạ? Lúc đây vô tới nhà luôn à? Lúc nên sâu cái càng. Mặt đường này mà mặt đường mà ngoài này là gọi là thằng nên xả cái thêm. Thêm á, là ngang ngang cái chỗ bạ mình á. Dạ, thêm nhà là ngang tập bạ. Dạ, này là ngang tập bạ trên á. Rồi chúng ta thấy tất cả từ chung quanh hồ Tịnh Tâm và ngay cả cái vùng trời cầu khó này ra cho đến đường Đinh Tiên Hoàng đều cũng phải được giải tỏa di dời cả. Xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đi ngắm cái cảnh kiệt bình nhớ hình như là 137 đường Đinh Tiên Hoàng, trước khi một bên phải này sẽ được giải tỏa hoàn toàn. Một số nền nhà còn lại, nhà bà con đã ra đi tại định cư. Và đây có lẽ bà con trước đây, trước 75 cũng có nhiều cái kỷ niệm với một cái quán cà phê nhỏ, đó là quán cà phê Chiêu. Theo mình nhớ thì vì được bà con chỉ nằm ở đâu cái đoạn này thưa bà con. Giờ ra đến đây là đường Đinh Tiên Hoàng rồi. Đúng rồi, kiệt 137 đường Đinh Tiên Hoàng. Chúng ta thấy ở cuối đường Đinh Tiên Hoàng có một cái cầu được đặt tên là cầu Kho. Sở dĩ ngôi chợ được di dời kia gọi là chợ cầu Kho bởi vì gần cái cầu Kho này. Và cái cầu này gọi là cầu Kho bởi vì thời xưa nhà Nguyễn ở bên kia góc giữa đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Trung Đình, ở cái đồn Mang Cả bên kia là một cái tổng kho của triều đình đấy bà con ạ. Còn đây là đường Trần Quý Cáp dọc theo sông Ngự Hà, bên kia là Lê Trung Đình. Bây giờ xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục cùng với mình đi qua cửa hầu ra khu tại định cư Hương Sơn Tạc Đà xem quá cảnh bây giờ như thế nào. Chúng ta đi qua một đoạn đường Tạc Đà thì giao nhau với đường Phạm Đình Thông, mở ra một cái không gian khu định cư mới rất là đẹp. Nhiều ngôi nhà của bà con đang trong cái công đoạn cuối cùng để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới. Từ bên này khu quy hoạch Hương Sơn, nhìn qua bên kia là khu Tạc Đà, băng qua đường Tạc Đà đây bà con ạ. Bây giờ ngoài này xây dựng nhiều khu nhà đẹp thật. Một ngôi nhà vừa xây xong chưa ở luôn. Chúng ta để ý thấy không hề thấy dây điện vắt ngang qua về, đang tấp nập xây dựng nhà này đến nhà kia. Một dãy nhà đang xây dựng nhưng chưa xong để ở. Mặt của cái khu quy hoạch chúng ta đang đứng đây là gần triều Sơn Trung thuộc xã Hưng Toàn đây bà con ạ. Nhưng chúng ta thấy là còn chưa lối để làm đường, tức là đường làm nửa chừng thôi, làm cua, có nghĩa là sẽ làm tiếp. Và cái khu này chắc là được mở rộng tiếp về phía bắc nữa. Càng lúc quân thấy mật độ xây dựng càng dày lên một cách rất là đáng kể. Rất nhiều ngôi nhà đang được xây mới và vừa được xây xong cách đây không lâu. Một ngôi nhà kiểu giống như là khách sạn cho bà con. Có vẻ như bên thầy ở Hương Sơn đang nổi lên một khu đô thị thuộc dạng giàu có. Phong cách của một ngôi nhà
hiện đại và thô sơ, có một cái dàn tre chúng ta thấy rất là hay, tô điểm cho ngôi nhà thêm cái thân thiện. Nhiều nhà 3 tầng rưỡi, như nhà này thì bà con có lẽ ở cũng lâu rồi. Một ngôi nhà có cái tầng mái rất là đẹp, một ngôi nhà đang xây dựng tầng thứ 3. Như một cái xóm mới, có nhiều ngôi nhà vừa được xây xong. Và dường như mình thấy thời gian này bà con Huế đang đổ xô đua nhau xây dựng luôn tại cái khu quy hoạch Hương Sơ này, và ngay cả khu quy hoạch Tảng Đà. Ngôi nhà bên này thì vừa đổ xong tầng mái. Tầng mái mà đổ như thế này thì rất là chắc chắn. Một dãy nhà cũng đã được đưa vào sử dụng một thời gian rồi, cũng phải xem một năm. Và rất nhiều ngôi nhà phía bên kia nữa bà con ạ, kéo ra phía bắc. Bà con đang đua nhau hoàn thành cả công trình để đón năm mới. Một cái công viên rộng thoáng rất là đẹp. Chúng ta thấy một cái không gian sống mới, một cái khu quy hoạch gọi là khu quy hoạch Hương Sơ, tái định cư cho bà con Thường Thành cũng như là nhiều nơi, đang rất là ngăn nắp, thoáng đẹp, đầy đủ tiện nghi của bà con Huế, của ăn nhậu bình. Dạ, như vậy thì mình ở kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay, trong cái ngày mùng 4 này, mình đã mời bà con chúng ta ghé thăm cái quán cảnh một cái kiệt đi qua chợ Cầu Kho và một cái khu quy hoạch của Huế đang ngày càng nhiều ngôi nhà mọc lên hơn, đua nhau mọc như nấm, có thể dùng cái từ như vậy. Rất là bài bản, đẹp, sạch, thoáng. Một cái không gian sống khá là lý tưởng ở Huế. Bên này xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đã đồng hành rất là nhiều. Xin kính chúc bà con luôn mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc, sức khỏe và bình an. Không quên giúp cho mình các ý kiến góp ý cũng như là subscribe đăng ký cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn ở video sớm nhất tại lên trên kênh. Xin chào bà con.